con đồ to, con có thích chơi cùng Tiểu Minh, Kẹo Bông và các bạn khác không? Đương nhiên là thích ạ. Thế nếu con chuyển trường thì sau này không thể học cùng, chơi cùng các bạn ấy được nữa. Con nghĩ mà xem. Con đồ to muốn chuyển trường. Sao thế con đồ to? Ở nhà trẻ gây gổ với ai à? Đến cái máy bay giấy cũng làm khó con. Thậm chí bố đồ nhỏ cũng làm thủ công giỏi hơn con. Bố là cao thủ làm thủ công đấy. Con ghét giờ học thủ công. Hội Tiểu Minh biết gấp con ít, nhưng con thì không. Thế con cũng nhờ cô giáo dạy đi. Cô giáo dạy rồi, nhưng con không học được. Bố đồ nhỏ ơi, con không muốn đi học ở nhà trẻ này nữa đâu. Bố chuyển cho con sang nhà trẻ khác, không phải học thủ công đi được không? Nhưng con muốn chuyển trường. Con muốn chuyển trường cơ. Bố đồ nhỏ ơi, cái gì mà chồng chất thế ạ? Đây là tư liệu về các nhà trẻ khác. Con muốn chuyển trường cần gì? Chúng ta lọc từng trường một, sẽ tìm được trường tốt. Nào, chọn đi. Hay quá, con sẽ chọn ra ngôi trường thú vị nhất. Bố đồ nhỏ ơi, con thấy trường này rất tốt. Con muốn học ở trường này. Vậy chúng ta sẽ thử nghiệm chương trình học xem. Nếu con thích thì đi. Hay quá. Con sẵn sàng rồi, bắt đầu đi bố đồ nhỏ. Được, trò chơi này mang tên khỉ dành trái. Con cần chui qua hang động, leo qua ngọn núi này, nhảy dây 20 cái, rồi nhéo mũi xoay 5 vòng. Rõ chưa nào? Được, quá đơn giản, bắt đầu luôn. Con đồ to, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Chui qua hang thuận lợi, cố lên. Leo qua núi cao rồi, cố lên. Con còn phải xoay vòng vòng nữa. Nhặt lấy dây, nhảy 20 cái. Nhanh nhanh, tốt tốt. Con còn phải xoay vòng nữa. Nhéo mũi xoay 5 vòng mau lên. Mau lên, con đồ to, lấy được quả táo là chiến thắng. Mau lên, lấy được táo chưa? Nhanh nào. Sao con chóng mặt thế nhỉ? Không thể hoàn thành trong một phút. Nhưng mà không sao, chơi lại. Trường này cũng không tốt. Con muốn đổi trường khác. Con đồ to, con thấy trường này thế nào? Có môn thể dục ư? Chương trình học của trường này, chúng ta không thử môn thể dục, mà sẽ thử nghiệm giờ học cuộc sống. Cuộc sống thì học cái gì ạ? Con đồ to, giờ học này mang tên tôi phát hiện ra bí mật của hành. Đây là hành lá, sau khi ép thế này, con nhìn xem, căn giấy sẽ biến thành màu xanh. Mùi ghê quá. Con đồ to, con đừng chê mùi ghê, xào nấu lên thơm lừng luôn đó. Không những thế, hành lá còn biết hát cơ. Bố đồ nhỏ nói dối. Ống hành mới có thể thổi ra âm thanh. Bây giờ cho con cảm nhận mùi vị nguyên bản của hành, tiện thể cho con chiêm ngưỡng kỹ thuật sắc rau của bố. Trường này cũng không ổn. Anh đồ to, sao anh khóc thế? Tại bố đồ nhỏ cả, sao hai cậu lại đến đây? Giờ học thủ công cậu chưa học được, nên tụi tớ đem đồ đến đây để dạy cậu. Bố làm trọng tài cho mấy đứa, xem ít của ai chạy xa nhất nha. Dân ạ. Chuẩn bị, bắt đầu. Cuộc thi kết thúc. Chúng ta sẽ máy bay giấy tiếp nhé. Dân ạ. Con đồ to, con có thích chơi cùng Tiểu Minh, Kẹo Bông và các bạn khác không? Đương nhiên là thích ạ. Thế nếu con chuyển trường thì sau này không thể học cùng, chơi cùng các bạn ấy được nữa. Con nghĩ mà xem. Bố đồ
đồ nhỏ ơi, con không chuyển trường nữa đâu. Con muốn đi nhà trẻ với các bạn tốt của con. Được, bố nghe theo con. Bố đồ nhỏ lo lắng. Con hết đường chạy rồi, đầu hàng đi. Nam tử Hán còn lâu mới đầu hàng. Cẩn thận. Bố đồ nhỏ, sao anh có thể cùng con trai chơi trò nguy hiểm như vậy? Chỉ là chơi thôi mà, không bị thương đâu. Anh làm em bực bội quá. Anh làm bố mà chẳng có một chút ý thức an toàn nào cả. Các vết thương thường gặp ở trẻ và cách cứu chữa. Anh cầm lấy. Chịu khó học cách bảo vệ con đi. Xong em kiểm tra. Để xem khó đến mức nào. Phân loại vết thương có thể gặp phải ở trẻ: bị bỏng, bị ngã, đuối nước, hóc nghẹn, trật khớp, gãy xương, cảm nắng. Đáng sợ quá. Mau đi đi, con đồ to, ở đây nguy hiểm lắm. Nguy hiểm đó. Bố đồ nhỏ, sao thế ạ? À? Hả? Ở đây cũng nguy hiểm lắm, đi mau. Bố đồ nhỏ, rốt cuộc bố làm sao thế? Bố đang tìm cho con một nơi tuyệt đối an toàn. Bố đồ nhỏ. Không được, trong nhà nguy hiểm quá. Vì con đồ to, mình phải cải tạo lại mới được. Giờ không sai sót được gì nữa rồi. Con đồ to, tìm gì thế? Bài thủ công phải dùng kéo cắt giấy. Nhưng con không mở được cửa. Tìm thấy rồi, nguy hiểm lắm, để bố. Không dùng kéo cắt thì sao học thủ công được à? Không dùng kéo cắt thì có thể dùng tay xé mà. Để bố làm mẫu cho. Như thế này nè. Vậy là xong. Xấu quá. Wow, có bánh ngọt ăn rồi. Trong sách nói trẻ con ăn cái này có thể sẽ bị nghẹn. Sắp nghẹn rồi đây nè. Trẻ con không được ăn. Bố đồ nhỏ, bố thật đáng ghét. Bố đồ nhỏ vừa mới mua đồ chơi mới cho tớ đó. Ủa, đi đâu mất rồi? Bố ơi, xe ô tô đồ chơi của con đâu? Bố cất đi rồi. Xe đồ chơi nhiều linh kiện, trẻ con dễ nuốt phải. Thế con chơi cái gì? Đồ chơi bằng bông khá là an toàn, không có linh kiện. Chơi cái này đi. Con là con trai, không chơi búp bê đâu. Con đồ to, bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Đi, chúng ta đi đá bóng. Bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Đồ to, đón bóng này. Bố đồ nhỏ, bố làm gì vậy? Con đồ to, đá bóng cũng không an toàn. Nghe lời bố, về nhà đi con. Khăn tay này. Con đồ to, chờ bố với. Dừng xe. Bố đồ nhỏ, uống thuốc thôi. Làm thế này chân sẽ không đau nữa. Con đồ to, sao con hiểu biết nhiều thế? Đây đều là nó dạy cho con đấy.
Hóa ra con cũng đọc quyển sách này rồi. Đương nhiên, mẹ tập về từ lâu đã đọc cho con nghe rồi. Những việc nguy hiểm con đều đã ghi nhớ hết trong đầu. Chả nói sớm là bố lo lắng cả ngày trời. Ngược lại, bố đồ nhỏ lại đi vượt đèn đỏ. Quá nguy hiểm đấy. Thực ra, bố là gì con không nói nữa. Mẹ tập về đã chính thức giao cho con làm thầy giáo dạy an toàn cho bố, dạy bố cách tránh khỏi nguy hiểm. Hôm nay bắt đầu lên lớp. Bài đầu tiên nội dung là